Có bạn chủ spa hỏi mình: "Bác sĩ ơi, tiêm tan như thế nào là đúng và đủ ạ?" Đầu tiên, tiêm tan như thế nào là đúng? Tiêm tan đúng là các bạn cần phải đưa được thuốc tan vào vị trí mà có lượng filler các bạn muốn tan đi. Muốn như vậy thì cần phải xác định được mặt phẳng chứa filler, đó là lớp mỡ dưới da hay là lớp trên màng xương. Trong trường hợp mà tiêm filler nội mạch thì các bạn cần phải xác định được vị trí mà cục filler bị tắc bằng các cái dấu hiệu khu trú về da, về thị giác, vân vân, để có thể tiêm tan chính xác, làm tan được cục filler gây tắc, giúp tái thông mạch máu. Còn tiêm tan như thế nào là đủ thì các bạn cần phải xác định được lượng filler mà các bạn muốn tan đi. Thông thường thì một lọ tan 1.000 đơn vị sẽ tan được khoảng 2-3cc filler. Khi mà các bạn muốn tan hết, ví dụ muốn tan 1cc filler mũi thì hãy pha đặc 1ml nước muối sinh lý với một lọ tan 1.000 đơn vị. Sau đó tiêm lượng thuốc tan vào cái vùng filler mà các bạn muốn tan thì sẽ có thể tan hết được cái lượng filler mong muốn. Thế còn khi mà các bạn chỉ muốn tan bớt đi một phần filler thôi thì hãy pha loãng. Ví dụ muốn tan bớt đi 0,5cc filler thì hãy pha 2-3ml nước muối sinh lý với một lọ 1.000 đơn vị thuốc tan. Sau đó rút 0,5cc và tiêm vào vùng filler mà các bạn muốn tan. Tuy nhiên, trong trường hợp mà chỉ muốn tan đi một phần filler thì các bạn cần phải tư vấn trước cho khách hàng về việc kết quả tiêm tan có thể không được như kỳ vọng của khách hàng, bởi vì mức độ tan còn có thể bị thay đổi tùy theo cơ địa của từng khách, để tránh làm cho khách hàng bị thất vọng. Trong trường hợp mà tiêm filler nội mạch thì có thể phải tiêm tan nhiều lần cho tới khi có thể tan được cục filler gây tắc, giúp tái thông mạch máu. Mong rằng với chia sẻ của mình sẽ giúp cho các bạn chủ spa biết thêm được những kiến thức hay về filler Botox. Những bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về những kỹ thuật tiêm filler Botox đẹp, tránh biến chứng và cách xử lý biến chứng thì hãy sở hữu ngay bộ giáo trình filler Botox ứng dụng thực hành bên mình. Chúc các bạn làm đẹp an toàn và thành công nhé!